Antonio Conte sinh ngày 31 tháng 7 năm 1969 tại Lecce, Cộng hòa Ý. Ông bắt đầu sự nghiệp vào năm 86 tại câu lạc bộ thành phố Lecce. Trong suốt sự nghiệp chơi bóng 18 năm, ông chỉ chung thủy với đúng hai câu lạc bộ. 5 năm tại Lecce dù không giành được bất kỳ danh hiệu nào nhưng cũng đã biến Conte thành tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất thời của ông. Năm 1991, ông chuyển đến Juventus và trở thành huyền thoại của câu lạc bộ trên cả cương vị cầu thủ và sau này là huấn luyện viên. Tại Juve, Conte đã không thiếu bất kỳ danh hiệu cấp câu lạc bộ nào. Ông cùng với dàn sao huyền thoại của Juventus thống lĩnh bóng đá Ý trong suốt 10 năm từ năm 1994 đến năm 2004. Mùa 95-96, đội bóng sọc đen trắng vô địch Champions League. Bên cạnh đó, họ còn giành được 5 chiếc Scudetto, 1 Coppa Italia, 7 siêu cúp Ý, 1 UEFA Cup, 1 cúp liên lục địa và 1 siêu cúp châu Âu. Antonio Conte cũng đã ra sân 21 trận cho đội tuyển Thiên Thanh. Hè năm 2004, ông giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện. Ông bắt đầu làm trợ lý tại câu lạc bộ Siena mùa 2005-2006. Sang mùa kế tiếp, Conte chính thức trở thành huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ tí hon Arezzo tại Serie C. Sau 2 mùa, ông lên Serie B làm thuyền trưởng của câu lạc bộ Paris 1908. Ông trở lại Serie A vào mùa 2009-2010 cùng với Atalanta. Sau một mùa bóng nữa, ông trở về dẫn dắt Siena trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Mùa 2011-2012, Antonio Conte quay về Juventus thay thế người tiền nhiệm Luigi Del Neri. Ngay lập tức, ông cùng Juventus vô địch Scudetto ngay mùa đầu tiên trước khi vô địch hai mùa liên tiếp sau đó. Trong hai mùa bóng sau, câu lạc bộ thành Turin cũng ẵm trọn luôn danh hiệu siêu cúp Ý. Năm 2014, ông chuyển sang cầm quân đội tuyển Thiên Thanh cho chiến dịch Euro 2016. Azzurri vào được đến tứ kết của giải đấu trước khi chịu thua người Đức trên chấm penalty. Mùa 2016-2017, Antonio Conte nhận thử thách mới tại Premier League trong màu áo Chelsea và ông đã cho thấy thực lực và cá tính mạnh của mình trong cách dẫn dắt. Ông là một trong những người tiên phong mang sơ đồ 3 hậu vệ đến nước Anh và đã sử dụng rất thành công. Trong mùa giải vừa qua, đã có rất nhiều huấn luyện viên chọn sơ đồ 3 hậu vệ và đó được xem là một trong những sơ đồ hot nhất hiện nay. Huấn luyện viên người Ý đưa Chelsea trở lại ngôi vương giải ngoại hạng và chúng ta hãy cùng kiểm chứng tiếp thực lực của ông trong những mùa giải kế tiếp nhé. Chúc mừng sinh nhật 48 tuổi của Antonio Conte. Ngày 31 tháng 7 năm 2016, sau khi đánh bại tuyển các ngôi sao MLS, câu lạc bộ Arsenal tiếp tục giành chiến thắng trong tour giải đấu Mỹ khi vượt qua câu lạc bộ của Mexico, Chivas Guadalajara với tỷ số 3-1 trên sân StubHub Center, California. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu này là màn trình diễn ấn tượng của các cầu thủ trẻ như Alex Iwobi, Chupa Akpom, Oxlade Chamberlain và đặc biệt là trung vệ tân binh 2,5 triệu bảng Rob Holding, người đã mở màn chiến thắng bằng pha ghi bàn đầu tiên trong mùa áo Arsenal. Dù ra sân với đội hình khá mạnh nhưng pháo thủ nhập cuộc không mấy ấn tượng và họ gần như gặp bế tắc trong việc triển khai trong suốt hiệp 1. Trong thế trận bế tắc đó, Arsenal lại tạo được sự khác biệt từ một tình huống đá phạt của đội trưởng Santi Cazorla. Trung vệ Chambers đón bóng và căng ngang để tân binh Rob Holding đệm bóng đưa pháo thủ vượt lên dẫn trước. 1-0 cũng là tỷ số của hiệp 1. Đầu hiệp 2, huấn luyện viên Arsene Wenger đã có hàng loạt sự thay đổi khi tung Bialik, Kieran Gibbs, Joe Campbell, Enneny, Chupa Akpom, Matthew Debuchy vào thay cho Chambers, Monreal, Cazorla, Granit Xhaka, Theo Walcott và Hector Bellerin. Đội hình mới của Arsenal chơi tấn công hiệu quả hơn, đặc biệt là những tình huống đánh biên. Ngay đầu hiệp 2, pháo thủ đã có bàn thắng nhưng đôi cách biệt khi Chamberlain khéo léo vượt qua hai cầu thủ Guadalajara trước khi hạ gục thủ thành Rodriguez. Sau khi có bàn thắng thứ hai, Arsenal tiếp tục tạo ra hàng loạt những cơ hội ngon ăn từ các pha đánh biên tốc độ. Ở một trong những tình huống như vậy, Matthew Debuchy có cú căng ngang hoàn hảo để Chupa Akpom dứt điểm cần thành nâng tỷ số lên 3-0 vào phút 56.
Sau bàn nâng tỷ số, Arsenal tiếp tục có những thay đổi về mặt nhân sự khi huấn luyện viên Arsene Wenger tung những gương mặt trẻ như Gideon Zelalem, Ren Adelaide, Chris Willock và Emiliano Martinez vào sân. Với đội hình toàn những gương mặt trẻ lại chủ động chơi chùng xuống đã tạo điều kiện cho Guadalajara có được bàn thắng danh dự vào phút 74 khi Angel Zaldívar thực hiện thành công quả phạt đền. Trước đó, Debuchy đã phạm lỗi trong vòng cấm. Giành chiến thắng 3-1, Arsenal đã có tour du đấu toàn thắng trên đất Mỹ, nhưng không thực sự trọn vẹn khi hai cầu thủ trụ cột của họ là Jack Wilshere và Peter Cech đã gặp chấn thương, trong khi chỉ còn 2 tuần nữa là Premier League sẽ khởi tranh.